Ấy, khoan ăn ghê làm gì vậy? Dẹp lại nè hả? Sao con không đói bụng hả con? Sao mà biết là con người lười quá vậy? Nghe ra tập máy rồi đi tập cho chứ không có chuyện nâng lên tập xuống mà để máy cho nó nâng vậy thì có tác dụng gì nhiều đó bạn. Cái gì vậy? Hà Dương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.